Cho lên nè, chờ xíu rồi. Gua, gua. Tiếp lên. Nè, gua. Nè, gua. Gua nó đi dữ lắm. Đó, chạy ghê chưa? Đứng lên. Nói chung là giờ nó cũng phải có cái dây hỗ trợ. Còn bình thường á, nếu không có dây hỗ trợ thì nó cũng đi được à. Chút à. Từ từ. Ông dữ lắm. Dữ dằn lắm. Rồi đi ngược rồi. Đi ngược lại đây nè. Đi bỏ. Chạy luôn. Đi bỏ luôn. Mọi người thấy không mọi người? Cái gù anh đi á. Nó cười em nghe, nó hung dữ lắm nghe. Nó mà nó không có chịu một cái gì đó, nó la làng dữ lắm. Trọng có điện thoại cho bé chín cũng nói vậy đó. Trời ơi, đúng rồi anh ơi, nó mà nó không chịu cái gì nó la dữ lắm, nó la mà la là thét luôn á, chứ không phải là nó hiền đâu. Gắn cái dây vô cho nó mà mấy ngày nay Trọng không có mua được cái cọng dây thun mới, nhưng mà có quý vị khán giả cũng rất là thương yêu, điện từ bên Mỹ về luôn, dặn Trọng thay cọng dây cho em, sợ mình sợ nó siết vô cái giò á. Nhưng mà không có, tại vì Trọng đo cái ni rồi. Trọng đo cái ni và Trọng làm cái vòng cố định, chứ không phải là cái vòng cố định và nó chỉ siết vô được tới cái nút của Trọng thắt lại thôi, chứ không phải là mình làm một cái vòng mà nó không có siết nha mọi người. Bà con cô bác thì cô chú yên tâm là Trọng làm một cái ni vòng á, là nó siết vô vừa tới cái chân, vừa tới cái thịt, là nó không siết vô được nữa. Chứ không phải là mình làm cái vòng mà nó tự do, nó muốn siết vô gì nó siết đâu. Nó chỉ vừa chạm cái miếng thịt thôi. Nên là yên tâm là không có đau. Chưa có kiếm được cộng dây thun nữa, chưa. Mua thun bản á. Nhưng mà không sao, Trọng giải thích cho mọi người vậy đó. Là cái cộng dây là Trọng nó làm cái mắt, có nghĩa là nó ở ngoài nó chỉ siết vô vừa tới cái mắt đó là nó sẽ đứng lại. Nó đứng lại tới cái vừa cái chạm cái miếng thịt của em thôi. Không dữ lắm. Trọng nói thiệt mọi người luôn á, quậy dữ lắm chứ không phải là hiền đâu. Tối dành ngủ, dành lên giường với lùng luôn á. Tối qua mắc cười lắm, nó lên giường, vũ nó nằm, lùng lên dành đấu lại. Sủa, cái lùng chèo lên mình, vũ nó nằm lên, chồng lên luôn. Con thì nằm kế bên, con thì thôi không muốn mít lòng nên thôi, con nằm chồng lên. Nhìn thấy cười đau bụng luôn. Ủa. Tiếng rồi đi chơi nè. Tiếng rồi đi ra ngoài nè. Lúc kia anh mới chọc em Mimi. Ủa, ơi. Nè, ôm lúc kia luôn. Ôm lúc kia luôn. Đó, ôm lúc kia luôn. Mấy ông mấy bà chồng mọi người nghe không? Sủa quá trời đòi ra chơi. Nhưng mà giờ này giờ tập đi của em gùa đâu cho ra chơi được, ra chơi nó quay gói lắm. Không có ra ngoài được đâu. Ra ngoài ghê đó, không có ra ngoài được. Trong nhà. Đi vô. Thôi đi theo Vũ, đi theo tôi làm gì? Tôi đứng xa, tôi qua làm camera, tôi quay phim cho. Lại tôi làm gì? Nãy
Nãy tôi mới thức sữa sủa tôi mà. Gư ơi, ngoắc đuôi cưng không? Ngày nào gư phải ăn ba giác luôn á, sáng là phải ăn, ăn để uống thuốc sáng, trưa là ăn phải uống thuốc trưa, chiều mới ăn bữa chính giống như mấy anh mấy chị. Giỡn nó, giỡn nó, cưới đầu nè, giỡn nó, làm nũng đó lúc kia nè. Đi đã không? Ừ. Dám mà dám gừa cắn anh bo luôn mới sợ chứ. Nhà không ai dám cứu vô anh bo đấy. Chỉ có mỗi mà gùa là dám đi. Nó nít mà mọi người, nó sợ đâu có sợ. Nít nó chả sợ ai. Ờ đó thấy mọi người thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Nó muốn ra ngoài mà nó là à, dữ lắm. Lột ra bây giờ nó cũng chồm chồm tới, cho nó không có bẹt cứng ngắc như là cái lúc mà chồng mới mang về nữa. Bây giờ mình lột cọng dây ra thì bé cũng là còn nằm, nhưng mà cũng có cái xu hướng là đứng lên, lúc đứng lúc nằm. Chiếc rồi. Nhịn mót nè mọi người, càng ngày càng xấu. Xấu đau, xấu đớn. Da đen mà nó xấu, cái mông nó mập. Nhìn chó mà mình nhìn cái mập hay không là mình nhìn hai cái cục thịt mông á, thì nó mập lắm. Chạy kìa, trời ơi chạy kìa, bà chạy kìa. Vậy đó chứ mà nửa đêm nó có mất đi vệ sinh nha. Nó cũng gán đi ra ngoài nó đi nữa chứ nó không bao giờ mà nó đi vệ sinh ở trong nhà đâu, nó không bao giờ ỉa bậy nói bậy luôn á. Cháu không nghĩ là nó biết gì luôn á. Đây cũng vậy nè, từ hồi về tới giờ chưa bao giờ biết tè bậy là gì. Rùa ơi. Chưa bao giờ mà đúng em biết tè bậy đâu nha. Thương lắm á. Anh gãi gì nè, sướng không? sướng không? Bên em rùa lắm. Ồ, gì vậy? Ồ, bên em rùa lắm mọi người. Mót này sủa lộn với rùa là anh đứng ngoài á. Đứng ngoài nó me sẵn đó, mót mà có gì về tấn công em rùa là chết với nó liền. Ừ. Đức kỳ ý làm sao. Khoai hồng. Nhỏ nhắn xinh xắn nè. Bữa nào đó tới tháng vô dụ dỗ anh bo đi. Cho anh bo hồi sưng lại cái đi. Dám không? Dám không? Ok. Còn với anh bo mà bây giờ mà sinh ra một đàn con là anh nuôi luôn á. Ai anh không dám cho sinh chứ mà lúc ghi với bo là anh cho liền. Mà anh bo hết siêu quách rồi, anh bo có thèm gì nữa đâu. Ha, anh quay phim cho rùa. Giỡn cái giọng này. Trời ơi, sương chưa, ôm chân, ôm tay anh đi. Đó, ra đây này, ra giỡn với em rùa đi. Rùa kìa. Ra giỡn với em rùa kìa. Rùa, ê, đứng lên, chạy nè. Lè lưỡi rồi. Tập cho nó là nó hy vọng là một lúc nào đó không có cọng dây mà em rùa vẫn đi được. Chẳng vẫn tin tưởng là hơn 50% là em sẽ tự đi, không cần một cái gì hỗ trợ hết. Còn nếu như mà em mà không đi được thì mọi người thấy đó, mình thiết kế cho em một cái phụ kiện thì em vẫn đi được bình thường. Thì bây giờ là chắc chắn là em sẽ đi được rồi đó. Mọi người thấy đúng không? Bây giờ chắc chắn là em sẽ đi được. Nếu mà bình thường thì quá tuyệt vời. Còn không thì mình thiết kế cho em
Rồi cái phụ kiện đó, cái phụ kiện mình chuyên nghiệp hơn, nó lâu bền hơn thì tự nhiên em cũng sẽ đi lại bình thường. Rồi mày chạy thứ vũ đâu đi vòng 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 vòng, đưa chạy theo kìa, cho nó chạy theo ơi, cho nó chạy theo một đoạn ơi, cho nó nở cơ coi, cho nó nở cơ cơ, chứ còn nếu mà đi chậm chậm thì đâu có được. Phải cho nó có cái chạy nhảy cho nó. Ngứa răng chứ, nó cắt đau lắm nha mọi người, chứ không đơn giản đâu nha. Phải ra ngoài sao cứ được ra cổng ngóng, cứ ra cổng ngóng chờ không hà. Đó đó đó, đòi đó, đòi đó, đòi đó, cái thái độ nó muốn đòi cái gì là nó la kia mà không giống như tiếng chó kêu. Tai thiệt. Mót kìa, mót cũng giỡn với em. Kìa, kìa mót ăn hiếp kìa, nó mót kìa. Cái gì nè, nằm đây, nằm thè đây, đứng lên nè, đứng lên nè, tự đứng lên đây. À, đang bật vậy, bật vậy, đứng dậy đi ơi. Bật vậy coi, bật vậy coi. Đứng lên cho ông ra muốn á. Táp rồi. Đó chạy kìa, ô, lao tới luôn kìa, lao tới luôn kìa. Xa xa giống lúc kia kìa. Mọi người thấy lúc kia không? Nó đứng như là trời trồng ấy. Là tại vì mèo ngồi trên đầu xe đó. Đó, nó có thể đứng vậy này nữa một tiếng đồng hồ đó, nó nhìn người ta vậy đó. Mèo thì ghẹo, tai tán, còn lúc kia thì khoái giỡn, khoái chọc nó. Mọi người thấy không? Đứng chơ chơ nó nhìn đó. Nó nhìn đắm đuối luôn. Đi qua đi rồi nó dí, nó nhìn mình lúc đầu trong con tưởng nó dí, nó cắn ấy. Không phải. Nó cứ giỡn vậy đó. Mẹ đi đâu đi đó vậy hả? Hai con này làm gì đây? Hai ông bà này, hai con này làm gì đây? Làm gì đó? Hàng cho con. Giật lộn rồi. Phè ra luôn, biết mình yếu cái chân nên là cứ nằm phè ra dùng cái miệng, khôn ghê hả? Lật lại, thằng gì đây con? Gì vậy? Gì đây? Gì đây? Dím anh hả? Nhà xíu xíu ốc tiêu thiệt chứ, bé tẹo bé tẹo bé tẹo hà. Giờ buổi chiều nó giỡn vui khô gáo rồi, thời tiết thì mát mẻ, mấy con trong đòi ra không cho ra, im mồm rồi đó, chứ không phải nãy giờ la nó thét lên luôn. Đó, mọi người thấy lúc kỳ nãy giờ nó vẫn còn ngồi đó, nó ngồi đó, con mèo còn ngồi trên xe là nó còn ngồi ở dưới à. Nó mê con mèo ghê lắm. Rồi qua em bị ăn hiếp kìa. Em bị ăn hiếp rồi kìa. Em bị cắn rồi kìa. Sao mình gỡ lại nữa. Giỡn cưng không?
Rồi con kia làm gì đó? Làm gì cắn cọng dây giò à, em lo gì? Ghê vậy? Hai con ôm nhà luôn đã. Đại ca bò xuất hiện ngoài sân rồi đó. Mót, để cho em đi đi Mót, đừng dẫn em nữa Mót. Đó, lật lại, đứng lên, chạy. Ừ, chạy rồi. Chạy. Chạy, chạy cầu cứu. Được rồi, đừng có đừng dẫn cho em nha. Đừng cho Mót dẫn nữa. Mót nó cũng quái vị lắm á nghe. Bơi. Bò cười lắm. Bò nó gà nó nít. Bò nó ít gà tới đây lắm. Hiếm khi nào bò mà gà tới đây vậy mà. Đang ở dưới gốc cây nhấp tha tấp tha tấp thoáng. Bò. Hiếm gà cổng lắm. Bò. Rồi, rồi xong rồi đó chạy vô nhà đó. Cuộc sống của bò như thôi. Thôi bây giờ thì Trọng xin video để đóng cửa lại rồi đâu có thả mấy con kia ra cho nó chơi buổi chiều chút. Bye bye tất cả mọi người, chúc mọi người có một cái ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.